Mọi người ơi, mọi người có biết đây là gì không ạ? Thì đây là dung dịch vệ sinh trầu không trà dứa Mocha. Thì đây là bảo bối của em mà để bảo vệ cho cô bé luôn sạch thoáng, khô thoáng và thơm tho, mịn và không bị nấm ngứa. Thì mọi người nhìn cái lớp bọt mịn nè, tơi xốp. Thì là cái lớp bọt này á được tinh túy từ trầu không, và em cảm thấy á là cái mùi á này không quá nồng nàn và cảm thấy là không nồng nặc, mà khi hử vào thì cảm thấy là rất là thư giãn, tinh thần rất là thoải mái luôn. Đặc biệt đó là đó tới giờ em dùng quá nhiều sản phẩm về dung dịch vệ sinh phụ nữ rồi mà em dùng không biết sao nữa, nhưng mà vẫn bị viêm nhiễm hoài à. Chỉ mà mỗi cái loại này em mới dùng mà em cảm thấy rất ưng và rất là hiệu quả luôn, nên là em muốn review lại cho mọi người nè. Dung dịch vệ sinh trà dứa Mocha thì nói em này là bí quyết để mà giải quyết các vấn đề về cô bé như là viêm nhiễm hay nấm ngứa, hoặc là mùi không thơm tho, hoặc là có khí hư. Nhưng mà em này phải nói như vậy thì chưa nói hết những cái công dụng của em này, phải nói gọi em này là bảo bối cho mỗi cuộc yêu thêm thăng hoa luôn á mọi người. Phụ nữ của chúng mình á, ai cũng một lần trong đời là cũng phải gặp phải cái tình trạng là cô bé bị viêm nhiễm nè, nấm ngứa, hoặc là khí hư, mùi hôi. Làm phụ nữ khổ lắm đúng không các chị em? Thì trước đây em đã sinh bé Duyên rồi á, thì cái khoảng thời gian đó em rất là bị stress luôn, khi mà đã phải gặp cái tình trạng là cô bé của em đã bị nấm ngứa nè, có mùi hôi nữa. Sau một thời gian khá là dài luôn, em đã sử dụng qua nhiều loại dung dịch rồi, nhưng mà cũng không thấy là giảm cải thiện cái tình trạng của em đang có. Nhưng mà hơn may mắn thôi, em đã gặp được cái chị bạn của em á, bác bảo là sử dụng dung dịch trầu không trà dứa Mocha này đây. Thì đây là em thấy là sau khoảng thời gian ngắn thôi em sử dụng cái em này nè, em dung dịch vệ sinh này nè, thì em thấy là cô bé của em đã được cải thiện đi, và em đã tự tin hơn, không còn lo lắng nữa, và cũng tự tin hơn trong cái chuyện là ông vợ chồng nè. Thì á, chị em nào mà muốn chồng yêu chồng mê thì hãy sở hữu ngay em này nha. Thì lần đầu tiên bạn sử dụng em dung dịch trầu không trà dứa Mocha này thì bạn sẽ cảm nhận được là giảm mùi, giảm ngứa cho cô bé của mình. Và sau khi mà dùng đến lần thứ hai thì bạn sẽ cảm nhận được là cô bé của mình sẽ được giảm khí hư đến 60% luôn. Và Kiều cũng đã cảm nhận được điều đó. Và phải nói cái em này là luôn khô thoáng, chăm sóc cô bé toàn diện và dễ chịu. Thì cái chai này là cái chai thứ hai Kiều mới khui luôn. Thì Kiều vừa mới xài xong cái chai đầu tiên rồi này, cảm thấy nó quá là im, nên là anh xã mới mua cho Kiều thêm một cái chai thứ hai này đây. Thì Kiều cho mọi người xem rõ về cái kế bên ngoài của cái em dung dịch vệ sinh trầu không trà dứa Mocha này nha. Phải nói là em này trong thiết kế khá là xinh luôn, với hai màu chủ đạo là xinh trắng xanh organic. Thì mình thấy là cái chai này siêu tiết kiệm luôn á mọi người. Thì chỉ cần 1-2 giọt thôi là có thể được tạo bọt rất là nhiều, và để mà mình vệ sinh cô bé của mình rồi. Và cái chai này em thấy là bầu bầu xinh xinh, rất là dễ thương luôn á đúng không? Mới đầu á thì nhìn ở bên ngoài thôi, chưa biết công dụng nó như thế nào á, mà khi mà xài rồi thì ưng cái bụng lắm luôn á. Đặc biệt nha, Kiều thấy cái em này là thiết kế cái dạng vòi búp như thế này á, rất là tiện lợi luôn, siêu bọt và siêu thư giãn luôn á. Chỉ cần xịt 1-2 giọt ra tay gì như thế này thôi là có thể vệ sinh cô bé của mình rồi. Đây là phải nói là một cái điểm mà xịt như thế này á làm cho mình lấy được một lượng vừa đủ nè, và an toàn và sạch sẽ nữa, là một cái điểm cộng cho cái em dung dịch này nha. Thì lúc trước á, mẹ Kiều cũng đã sử dụng qua nhiều loại dung dịch khác rồi, và hầu như thì á Kiều thấy là mỗi lần mỗi chai nằm Kiều dùng khoảng thời gian cũng bị đổ chứ. Và khi đổ như thế này á thì cái vi khuẩn nó xâm nhập tấn công vào cái chai dung dịch của Kiều, và sau khi mà Kiều sử dụng á thì Kiều đã bị viêm nhiễm của cô bé của mình mà Kiều không có để ý. Nhưng mà sau mỗi lần rút kinh nghiệm rồi á thì đến khi mà sử dụng cái em này thì Kiều cảm thấy siêu thích luôn, tại vì được thiết kế vào cái vòi búp như thế này á là sẽ không bị đổ ra ngoài nữa. Nên là mọi người có tin dùng thì hãy dùng cái loại này nha, tại vì thiết kế như thế này là an tâm mà dùng luôn á, không có sợ bị đổ đâu. Thì sau khi á mọi người, khi mà Kiều nói lên cái bảng thành phần này á, mọi người sẽ mua ngay và luôn ngay cái em này luôn nha. Tại vì đặc biệt cái em này là 100% thành phần từ thiên nhiên và được chiết xuất từ trầu không trà dứa, nên là sẽ giúp cho cô bé là giảm mùi nấm ngứa nè, không có bị viêm nhiễm nữa. Và với hai thành phần nữa là axit lactic và hoa cúc la mã sẽ giúp cho cô bé luôn khô thoáng và sạch sẽ, có hương thơm dễ chịu với cái mùi trầu không như thế này. Đặc biệt là chiết xuất với hoa cúc la mã thì giúp cho cô bé của mình luôn mềm mại và im dịu khô thoáng, sẽ làm cho chị em của mình sẽ tự tin hơn trong cái chuyện là cuộc sống bạn bè, bạn đời hoặc là vợ chồng. Mà nói bỏ qua cái em dung dịch vệ sinh trầu không này á, là
phải nói là cảm thấy có lỗi bản thân mình mà bỏ qua cái dịp khuyến mãi, có chương trình hiện tại đang có chương trình khuyến mãi lớn như thế này mà còn bỏ qua nữa thì sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân mình nhiều hơn luôn á mọi người. Thì hiện tại dung dịch vệ sinh cho công trà vú Mocha này hiện tại đang có cái chương trình là mua một chai dung dịch vệ sinh như thế này chỉ với giá 190.000 thôi là các chị em mình sẽ được tặng một chai nước hoa cô bé như thế này đây. Mùi hương rất là thơm luôn á mọi người, cực kỳ quyến rũ luôn. Chỉ cần thoa vào cô bé thôi là thơm, ngửi một cái là say, ngửi thêm một cái nữa là chồng mê gắt ngay luôn á. Mọi người không có nên bỏ qua cái dịp khuyến mãi này nha. Xin chào công trà vú Mocha này, thì em sẽ để cái đường link ở phía dưới video này nha. Thì cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người. Vào những video sau em sẽ chia sẻ bí quyết làm đẹp và những cái chuyện thầm kín của phụ nữ khó nói nha. Bye bye.